ngày 29 tháng 10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đang củng cố đại dương sơ xử lý với đối tượng Nguyễn Thanh Sang 1973, ngụ ấp Bình Chính, thành phố Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi ly dâm. Nạn nhân là chị Nguyễn Quỳnh Hoa tên đã thay đổi, 21 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, trú tỉnh Hậu Giang. Theo điều tra, ngày 24 tháng 10, chị Quỳnh Hoa tới công an trình báo về việc bị Sang hiếp dâm ngay tại nhà trọ. Chị Quỳnh Hoa cho biết, khoảng 5 giờ cùng ngày, chị nằm ngủ phòng trọ tại làng Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Lúc này, Sang đi ngang qua thấy chị Quỳnh Hoa ngủ một mình nên đi vào. Chị Quỳnh Hoa phát hiện thức giấc thì Sang khống chế đe dọa. Tiếp đó, người con trai thực hiện hành vi hiếp dâm chị Quỳnh Hoa mặc cho cô gái trẻ gian xinh. Thực hiện chấm dứt hành vi đồi bại, Sang yêu cầu chị Quỳnh Hoa không được kể với ai. Bức xúc nên chị Quỳnh Hoa tới công an trình báo. Công an đã lấy lời khai chị Quỳnh Hoa và khám nghiệm hiện trường. Qua truy xét, ngày 25 tháng 10, công an nắm giữ Sang. Tại cơ quan công an, Sang thừa nhận hành vi lỗi lầm của mình. Theo đó, Sang vốn sinh sống cạnh phòng trọ của chị Quỳnh Hoa. Sáng 25 tháng 10, Sang đi ngang qua phòng chị Quỳnh Hoa thấy chị ngủ hới hên nên nảy sinh ý định hiếp dâm chị này. Hiện công an đã cho gia đình Sang bảo lãnh chờ làm rõ ràng vụ việc.